Đây là mình đang ngồi ở trước cửa Mary nha, tòa thị chính, chỗ mà người ta làm giấy tờ, xin làm giấy tờ đủ thứ hết, bảo lãnh luôn. Hôm nay trời không có nắng cho nên không có ánh sáng nha cả nhà, thông cảm nha. Bữa nay thì cũng hơi vắng vắng người một chút. Thành phố Cam Re. Xe buýt. Cái chỗ này thì để xin làm giấy chứng minh, hoặc là đổi giấy chứng minh, hoặc là làm giấy passport, hoặc là bảo lãnh người, bảo lãnh gia đình hay là như thế nào, thì ra cái tòa đại sứ này, tòa thị chính này để xin giấy. Để bữa hai bữa mình xem lại cái passport của mình coi nó sắp sửa hết hạn chưa. Mình đi làm cái passport mới, nó có cái phát SIM. Giờ này là sinh viên nó bắt đầu ra hơi rồi. Ở trước mặt của Mary là cái bãi, cái parking, là cái bãi của người ta đậu xe. Nhưng mà đậu xe thì phải trả tiền nha cả nhà, chứ không có đậu khơi khơi nha. Nhưng mà đợi lâu, mình để lâu thì mình tính tiền nhiều hơn, còn mình để chừng một tiếng thì mình trả ít hơn, thì theo mình để lâu để mau thôi.
Ở nhà thấy bông đẹp hay chưa? Bông ở đường phố nha cả nhà. Bông ở đường phố đẹp biết không? Ba chậu kế bên. Xe cam nhông, đây chậu nữa. Ở trước cửa mé ri á nha cả nhà. Đây một chậu. Có ai mua dài nam không? Dài nam với cái sách của nam. Hai bên này là của nam hết nha cả nhà. Đó, của nam đó. Đây là dài của nữ nha. Dài mùa thu của nữ. Dài mùa thu nha. Bên đây là có mấy đôi giày bốt của mùa đông. Đây cũng là của nữ luôn nha cả nhà. Năm nay thì nó ra cái model này là cũng không có đẹp gì mấy. Model năm nay là model xấu quá, không có đẹp. Là mình đang đứng ở đây à. Đang đứng ở gần trạm xe buýt để chờ xe buýt đó cả nhà. Vậy thôi, cái video của mình kết thúc ở đây nha cả nhà. Chào cả nhà hết nha. Ồ va.